hòa nhịp cùng sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng cao của mọi tầng lớp nhân dân. Ngày 3 tháng 3 năm 2018, karaoke Việt Đức Luxury chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại thành phố Thanh Hóa. Việt Đức Luxury là thiên đường giải trí dành cho tất cả mọi người, là nơi hội tụ, gặp gỡ, giao lưu bạn bè, là điểm hẹn của những tín đồ ca hát với hệ thống âm thanh, ánh sáng, tiêu chuẩn quốc tế, không gian sang trọng, đẳng cấp. Trong suốt một năm qua, tập thể ban lãnh đạo và nhân viên karaoke Việt Đức Luxury luôn tận tâm nỗ lực để mang đến cho quý khách những phút giây thư giãn vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất bên những người thân yêu của mình. Ngày 3 tháng 3 năm 2019, trong không gian trang trọng, ấm cúng, sôi động của những ngày đầu xuân Kỷ Hợi, công ty giải trí Việt Đức Luxury long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1 năm thành lập. Đông đảo các ca sĩ, nghệ sĩ, khách mời, các quý đối tác, bạn bè gần xa đã đến chung vui, chúc mừng bước phát triển mạnh mẽ của Việt Đức Luxury chỉ sau đúng 1 năm đi vào hoạt động. Lễ kỷ niệm mừng sinh nhật Việt Đức Luxury tròn 1 tuổi đã diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Bên cạnh việc khẳng định những kết quả đã đạt được, lễ mừng sinh nhật còn thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm của tập thể ban lãnh đạo nhân viên với định hướng phát triển bền vững thương hiệu Việt Đức Luxury, tiến tới mở rộng thị trường, khẳng định giá trị của một thương hiệu karaoke giải trí hàng đầu Thanh Hóa. Hãy đến với karaoke Việt Đức Luxury để tận hưởng cuộc sống và có những phút giây tuyệt vời bên gia đình, người thân và bạn bè. Tòa nhà Việt Đức, phố Hòa Bình, Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Hotline 0915 56 83 83.